Anh Hi Ha ơi, em có fan ad, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fan ad cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diệm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. À, các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Thuyền trưởng, cho em đi ơi. Thôi không được, không được. Đi cái thuyền này nguy hiểm lắm. Em không biết lái đâu, không đi được đâu. Thì em mời thuyền trưởng lái cho em đi thuyền trưởng. Không, em thích đi cái đó lắm. Không phải em phá tùm lum, em thả thuyền bùm ra là chết đó. Trời ơi, đi xong pha bận làm cái gì có, ngồi yên thôi. Ngồi yên thôi à, cho đi với. Thôi em không biết lái, em không đi được đâu. Thôi ở dưới đất đi, ở dưới đó đi bộ ơi. Thôi ta đi nha, em đi theo vướng víu tay chân của ta nên mệt lắm. Thôi rồi, bye bye nha, đi ơi, bye bye. Ở nhà nha, ở nhà vui vẻ, ở nhà với nhà đi, bye bye. Kỹ vừa vãi thôi, bực bội đi chứ. Không hiểu sao ông nghĩ được vậy luôn á. Đi về, mát đi à. Mày nè, mày nè. Mày hả mày? Ôi, về cho mày. Gì vậy? Nè. Gì vậy? Đứng dậy. Cái bóp của tôi, làm gì vậy? Nè. Cái bóp này của tôi. Ủa? 100, 200. Tiền của tôi mà. Rồi, đỡ cái. Rồi, 250 đô nè. Hả? Vậy, làm gì? Rồi, lấy tiền đi mua đồ hippo nhanh lên. Lấy tiền đi mua đồ hippo là sao? Trời ơi, tiền của tôi mà Jimmy. Mua bộ đồ quá trang giả làm hippo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, vô cái đống đó tiền của tôi mà. Trời ơi, nói nhiều quá nè. Có tiền công nè. Rồi, 300 đô, nhanh. Hoặc lấy lại hết, nhanh, mất hết. Cái tiền đó của tôi luôn á, Jimmy, trời ơi. Ôi, ôi, được rồi, đặt gì đó. Ủa gì mà của? Ghê, đầy đã mắc gì hôm nay kêu đặt đồ hippo đi trời. Xong rồi. Trời. Kêu ông shipper ship nhanh đi nha. Đấy ông ship tới à? Liền giờ nè. Như là shipper tới rồi kìa. Lẹ đi nè. Trời ơi. Tiến toan, tiến toan. Lần này tôi đã rút kinh nghiệm. Tôi không có đi xe nữa. Tại vì mất xe hoài à, tôi đi bộ. Được rồi. Của hai anh chị đây. Giá là 500 đô nha. Cảm ơn nha. Ôi ôi ôi. Ê im 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 im. Đây. Tính ra lần trước đó lấy mình 200 đô, tôi chưa kịp nói là tăng giá nữa, cái nó đi mất tiêu, chưa kịp lấy giá nó đi rồi. Shipper này nó bị khùng hay sao trời. Thôi để tôi đặt ra cái đã. Tôi đây đi, mắc cái gì mà ngày hôm nay mà kêu tôi làm dữ vậy? Đừng có hỏi nhiều, làm đi rồi biết. Làm đi rồi biết, tối ngày tự nhiên tính ra cái này là của tôi luôn. Của ông thì sao, của ông cũng là của tôi, ok. Nhưng mà model hippo hobby này nhìn nó đơn giản quá à. Chứ mình hippo hobby là có mặc đồ hip hop nữa. Giờ mình phải mai dạ nữa nha. Mình sao? Phải mình phải mai nữa, trời ơi cực khổ quá vậy. Ok Jimmy, bây giờ chúng ta phải cần chia việc ra đi, ok. Ok, bây giờ tôi sẽ mai, ông đi tìm. Bà biết mai giá gì đó, bà sẽ là người mai đi. Còn tôi sẽ đi tìm mấy cái đồ giấy để tôi làm những cái đồ còn lại. You know. Ừ, nước sơn nữa nha. Nước sơn không biết nha, anh xui ha. Lạnh lơ lơ, lạnh lơ lơ, lạnh lơ lơ. Mình biết ở đâu có thùng xốp các bạn. Đó chính là bên nhà của thằng Ha chứ. Đó không, tôi biết ngay mà. Thằng này dạo này mua đồ nhiều lắm. Ơi, làm gì đâu nhiều thùng xốp mày. Dạ. Ồ, đồ, mới đồ giờ đặt mà tí đồ. Cái đồ linh tinh đâu mà. Đó, ủa mày mày dục hả? À, đúng rồi. Mấy ông này em dục mà cứ dụng gì em gì đâu, bán gì chai. Anh xin đi, bán gì chai dạ. Cũng được nhiêu tiền đâu. Trời ơi, cũng được mấy ngàn chứ bộ. Ủa anh lấy gì anh nè? Anh lấy đi. Ok, giùm em không? Ok, ok. Đó, chờ hết á, không gây, giùm mày chờ hết á. Cửa này đâu mà không cái cửa. Chán thì chứ cái cửa này. Đi vô lấy cửa khác rồi. Thôi được rồi, đi về thôi. Là lên là mình có được hơi bị nhiều thùng xốp rồi đây. Bây giờ mình sẽ coi mình làm được cái gì không ta. Chắc mình sẽ làm một cái mũ cho nó hả? Ừ, tại vì Hippo Hobby có một cái mũ bằng giấy á, bằng vải á các bạn, mũ hip hop đó. Nhưng mà mình không có nên mình phải làm bằng giấy thôi. Thì dạ sao rồi? Trời xong rồi. Xong rồi thì gắn lên đi. Trời ơi tôi còn chế cái mũ nữa. Thì dạ mình chế cái mũ coi. Ê, bỏ cái này này, bỏ cái này này, bỏ cái này này. Ồ, có cái mũ rồi nè Jimmy ơi. Mũ hip hop. Đâu? Hip hop, hip hop. Yeah, yeah. Rồi, tôi đặt cái ghế lên nè. Rồi. Ê, quên. Ê, nè đó. Cái ghế trúng vô cái model. Rồi đó, bà. Chắc gì vậy em? Tìm cái nữa. Đẹp, ông làm gì cái tường nhà tôi vậy? À, tôi đang làm nghề họa sĩ. Thấy này đẹp không? Thấy cái tường này nó đẹp quá, tôi đào tìm nhấn á. Yeah. Ê, trời ơi, tại sao ông dễ graffiti lên cái nền nhà của tôi?
nó đẹp nên tôi vẽ lên đơn giản thôi. Ê Yumi, thấy đẹp không? Thì nó cũng đẹp đó, nhưng mà cái tường nhà của tôi mà. Ôi trời ơi, có gì đâu. Nè, ông muốn thử không? Tôi cho ông vài cái. Ôi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi cần này nè. Ấy, cái chai cần ông làm giúp túi này nè. Ôi đúng rồi. Ok. Tôi cần ông làm giúp, đi qua đây đi. Đi. Ok, vẽ lên. Ngồi này, ngồi lên đây. Ngồi lên đây. Ngồi lên ghế nè bố ơi. Ok. Trời ơi, sao lại ngồi lên cái nón của tôi? Ông xịt cái nón này thành cái nón giống của Hippo Hobby cho tôi đi. Ok, để tôi thử. Ok, xịt thử coi. Không làm được là tôi bắt ông đền cái tường nhà tôi đó nha. Ôi kỳ, ok. Rồi, bà gắn cái áo này nè. Bà gắn cái áo của Hippo vô đi, Jimmy. Ừ, đây, để tôi gắn. Trời ơi, kêu bà gắn nãy giờ bà đi nhiều chuyện. Trời. Đồ, đẹp không? Chị nói là mày đẹp đó, giống nhưng mà thiếu quần. Rồi mày cái quần tiếp đi bà nội. Đi mày tiếp cái quần cho tôi. Ủa sao mất máy may? Hồi nãy thằng chó Huy nó chạy qua nó mượn cái máy may đi mất tiêu rồi. Đi qua nhà chị Na Bi mượn cái máy may cái đi. Trời ơi, cho nó lẹ đi. Đồ giống gì? Yeah. Trời ơi. Cho xin cái mũ. Được rồi, để tôi đợi cái mũ. Giờ tôi làm hoa sĩ cũng vui á. Rồi đây. Đó. Nhìn hợp lý liền. Hợp lý, được đó, được đó. Bây giờ đi bôi cái hình graffiti trên tường tôi đi. Ok, vẽ thêm đúng không? Ok, tôi vẽ thêm. Bôi, xóa đi. Ok. Ây ơi. Có cần lấy gì nữa không? Tôi ăn cắp bên nhà chị nè. Chị Na Bi á. Được rồi, bà mấy cái quần cho Hippo. Lựa cho Hippo một cục đó dài nữa. Ơi, dắt rồi, ơi bà tự lo đi. Dắt. Rồi đã. Tôi cần làm thêm. Nhanh còn lẹ. Một thứ nữa. Nữa. Ok. Đúng rồi, okay, bây giờ đi theo tôi, theo tôi. Đi đâu nữa vậy? Bây giờ tôi cần làm một cái dán trượt. Dán trượt hả? Ok, tôi hiểu. Cần thêm họa tiết lên đúng không? Đúng rồi, nhưng mà điều đầu tiên là phải cần có gỗ đã. Gỗ và chế được dán trượt, hiểu không? You know. Ok. Đây, đủ rồi, ông nội ơi. Đừng lấy bậy bạ của người ta. Hiểu. Rồi, đi theo đây. Đây, đi qua đây, chế cái dán trượt đã. Dán trượt. La, có dán trượt nè, dán. Đi qua đây, đi theo tôi. Okay, rồi bây giờ ông xịt trang trí cái dán trượt giùm tôi coi. Được rồi, chuyện đơn giản rồi, tập xuống đi. Để tôi đặt xuống, rồi đó. Rồi, ok, yeah. Làm vậy là mới ăn mới được nè. Ok, xịt đi nha, tôi tin tưởng ông đó. Xong cái quần rồi, tôi mặc cho Hippo Hobby nha. Trời, trời ơi, công nhận tài năng mình chắc mình phải mở tiệm may đồ quá mấy bạn ơi, đẹp quá à, nhà thiết kế giùm mi. Gì giùm mi? Đi đây coi nè. Ok, dắt làm đi nha dắt. Ok. Đồ, có cái quần rồi nè, hợp lý đó. Bây giờ thiếu đôi giày kìa, làm đôi giày đi bà nội. Thôi, giày chị Na Bi nè. Thôi, đôi giày này của chị Na Bi mà, sao dựng vừa được. Chị Na Bi mang sao nhỏ xíu xíu. Yên tâm đi, tôi cắt hai đôi ra, tôi mai thành một đôi luôn. Ok, vậy mai cho Hippo một đôi đi nha. Tôi qua còn dắt đã. Xong rồi, nhưng mà sao về nó xấu dữ vậy á. Trời ơi, họa sĩ người ta làm vậy là được lắm rồi đó. Bán trượt đâu phải đơn giản đâu. Ôi đơn trời, xong rồi đây nha. Rồi, tôi lấy cái diễn trượt qua luôn nè. Đây. Ok, đi thôi. Đi ra coi. Nó dài được đó. Giờ tôi quăng diễn trượt vô luôn. Rồi, gắn diễn trượt vô. Xấu quá. Bấm bèm. Đó. Quay bây giờ giống Hippo Hobby dữ lắm rồi đó. Cảm ơn cô Bin nha, cô Bin. Okay, cảm ơn tôi nha, Bin. Bye bye. Ok. Rồi, bye bye. Nhanh vậy. Ok, tôi đi chỗ khác tôi làm tiếp. Chắc nhàn gà cũng được á. Qua sơn nhàn gà. Qua bển sơn con gà đó đi. Đó được rồi. Bây giờ tiếp theo là chuẩn bị mặt cho tôi để tôi vô Hippo Hobby nè. Trời, được rồi, để tôi làm cho ông nè. Được rồi, Jimmy ơi, bây giờ tôi chui vô luôn nha. Được rồi, bây giờ thì để tôi. Rồi, chui vô luôn nè. Hey da. Tang tang tang. Wow. Tôi đã biến thành Hippo Hobby rồi nè. Quậy, ông trực tiếp rồi không? Không. Dán này không phải để trượt, bà nội ơi, dán này trượt một phát là nó gãy luôn đó nên không có trượt được. Tốt nhất là đừng có trượt. Nhưng mà cũng giống á, đâu quay ra tôi coi cái. Giống không, vip liền. Để tôi tô lại cái chân mày trong cái nha. Chỉnh cái đã. Trời, được rồi. Thôi, bây giờ muốn tôi làm gì? Tôi muốn ông đi qua bển cho ông Takiyaki cho ông phải đau khổ. Chẳng hạn như là nói Hippo Hobby có bồ rồi. Vậy là bà muốn tôi đi qua nhà của Takiyaki đúng không? Đúng rồi, Hippo chỉ cần qua chơi là ông sẽ xuất hiện về nhà ngay. Tại ổng á, hồi sáng ông đụng tôi giữa đường á, giữa chợ, ổng bỏ tôi, ổng không cho tôi đi đi nhập trụ với đi cướp biển với ổng. Được, vậy bây giờ thì chỉ cần đi theo tôi thôi, tôi sẽ cho ổng một bài học thích đáng. La 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 la. Tới rồi Jimmy ơi. Đúng rồi, đi thẳng tiến lên. Cây này cho ta cây một bài học nhớ đời mới được. Go. La la la. Wow. Ê mấy con bạn đâu rồi?
coi. Nhóc, lấy rượu cho tao coi. Mấy con bé, lấy đi đây, ly, cũng ly mấy đứa. Ai dạ? Mấy con bé, nè gì? Đứa nào vậy? Bà nào ấy mày đi ăn lẹ lên. Con nhà đại siêu. Đại siêu. Thôi tao có đứa chở vô rồi. Ê chờ tao. Ê cái con nhỏ này. Lâu lâu. Trời ơi nó bự rồi. Ai vậy? Ai đây? Lâu lâu. Cái chỗ này. Ai ai vậy? Tao nghe nói là con đại siêu đúng không? Em yêu. Em yêu ơi. Em yêu cái gì mày? Em yêu cái gì? Ơ mày chơi mà em nghe nói rớt tiền trưởng không? Trời rớt gì nữa? Tao sắp cưới tới nơi rồi, rớt cái gì? Ai tiền trưởng ra vậy? Mơ với tưởng sao? Hôm nay người ta mơ nhớ nhưng mà tao người ta qua đây hả? Trời ơi à, sao? Bớt mơ với tưởng đi, tôi nói rồi. Tôi đến đây để nói cho anh một thứ này nè. Nói gì vậy? Đó chính là ngày mai tôi cưới rồi. Cái gì? Cái gì? Em cưới thằng nào? Em cưới anh đúng không? Không. Anh biết mà. Em cưới Jenny Benny. Cái gì? Thằng Benny. Tụi bay ơi, tụi bay ơi, thiệt chứ thích tình là tụi bay ơi. Thiệt chứ mày cắm sần. Em nói anh nghe nè, anh biết tại sao mà em đi cưới người khác không? Tại sao vậy? Anh có giọng tốt, anh luôn đối xử tốt với em mà. Không, anh là một người anh bị thào á. Quá xấu, thẹo từ này mình giờ còn gì nữa đâu. Còn kỹ tiền gì? Tối ngày không bao giờ chở em đi chơi hết. Chỉ có là đi khấy kho báo thôi, đúng không Jimmy? Đúng rồi. Anh đi lấy kho báo về nuôi em mà. Không, nên gì thế? À, tôi yêu người khác còn sướng hơn. Dìa thì chân, thì chú kêu lấy kho báo nuôi tụi em mà thì chân. Đúng rồi, nuôi tụi em. Tao nuôi hết, tao nuôi hết. Trời kìa Jimmy, hay là người đàn ông năm năm. Đúng rồi. Là sao thầy chứ? Chính là người đàn ông năm năm. Tôi nói cho anh nghe, anh là cái đồ xấu xí xấu xa. Tôi hại chết, tôi không yêu một người như anh. Hiểu chưa? Thôi bà, anh có tiền, anh đi phẫu thuật thẩm mỹ là anh đẹp trai liền. Anh yêu một người như anh. Anh đi qua Thái Lan, anh phẫu thuật thẩm mỹ là đẹp trai liền. Trời ơi, tôi chỉ yêu với người mà không đụng tới dao kéo thôi, hiểu không? Ủa thật thì còn gì là con người của anh nữa, là một con khác rồi. Anh có đụng tới dao kéo đâu, anh chỉ đụng tới kim chỉ thôi mà. Em nói vậy là mất quan điểm rồi nha. Kim chỉ gì như kim chỉ anh nội. Thôi, mà... tôi nói rồi, tôi đến đây chỉ để mời anh đi đám cưới ngày mai của tôi với lại Jenny Benny mà thôi. Giờ em đã là vợ người ta. Tao cháu cô dâu cần hoa. Tụi bay nữa, tụi bay ê má tụi bay tao la hả? Dạ, 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 dạ. Cầm theo thuốc nổ, TNT ngày mai đi phá đám cưới. Không có cưới cái gì hết. Cái gì vậy, cái gì vậy? Tôi đám cưới mà anh phá tôi kêu mẹ tôi xử đẹp anh luôn đó nghe. Trời ơi, giờ tôi không có thiết tha cái gì nữa. Giờ mẹ không có gì hết, giờ không có em. Cái cuộc sống này nó vô vị lắm. Anh không muốn sống trên đời nữa. Vậy tôi tẩu đi điện trưởng. Không, tôi đi bỏ tôi. Con người của anh phá là tệ mẹ. Nè, đúng rồi đó. Bây giờ ông có cái gì để cho ý phố bây giờ phải đưa ra. Đúng rồi, anh có cái gì đâu. Anh có ly bia nè, em uống cho anh không? Rồi khỏi đi, uống cho anh. Chán rượu là đi cứ cưới chồng cho rồi. Tại quen một người tối ngày cứ rượu chè bè bè. Ai giùm mình thì phó. Mà bà thân quý phó tôi, mà bà nói giùm tôi đi. Thôi ơi, chắc không nói được đâu. Cái này ông phải có cái gì á ta. Tắc đi, chẳng hạn như có kho báo gì quý giá với cuộc đời ông đem ra đây hết đi. Đây đây, để tôi đi lấy, để tôi đi lấy. Ông tụi bay, tụi bay vô lấy hết kho báo ra đây cho tao. Bỏ bao nhiêu lấy hết ra đây, nhanh lên. Đem tụi bay tụi bay làm việc. Nhanh lên. Tao sắp bị người yêu bỏ, tụi bay còn ngồi đó cằn rằn nữa. Trời, bây giờ chắc là tiền trưởng phải đi nấu đồ ăn cho Hip Hop Bay đi. Chẳng hạn như mấy món mực nướng, tuột nướng á. Ok, anh đi làm cho em liền nha. Hip Hop Bay đứng đây chờ anh nha. Đừng có cưới anh kia nha. Chờ nha. Thôi, đừng cưới mà. Ê, ông tin nghi thiệt luôn nè. Gì đâu á, Jimmy. Trời, nó sướng, nó phê gì đâu đúng không các bạn? Đúng là ông ta kia giỡn mặt gì. Dám không cho Jimmy đi đâu Jimmy? Không cho tôi đi chơi trên thuyền. Trời ơi, có cái thuyền cũng không cho Jimmy đi. Kỳ này cho chết luôn. Đi chơi.
Kho báu nè, tiền trưởng ơi, kho báu nè. Tao đi nấu đồ ăn rồi mày đưa hết cho Hippo Hoppy đi, nhanh lên. Trời, có mấy này đâu vậy, tôi dạy giùm chị đi em. Ok, để em giữ giùm chị cho. Quá trời, đúng vậy trời. Nhiều lắm á, lấy đi, lấy hết cũng được. Em đâu rồi? Em đồ ăn, đồ ăn. Ủa, này đồ sống mà. Đồ sống. Này là sashimi. Đồ ăn này là đồ ăn biển, em hiểu không? Ôi, ăn đâu biết tôi rồi, gì đó có sashimi á trời. Ờ, ăn có mực nè, ăn có mực nè. Ờ, giữa mực nè. Ừ, cái này ăn còn được. Ờ, em ăn đi, em ăn vậy rồi. Tôi không có yêu anh đâu, mắc gì mà tôi phải làm như vậy. Anh có món này ngon lắm, em ăn không? Có gì? Nè, ăn đi, nè, chích bay nè. Tiền trưởng bị đá. Đúng rồi đó. Yêu ai yêu lại yêu vậy đó mấy bạn. Nghĩ là sợ như vậy à. Tiền trưởng sống gần biển mặn chát, ai bằng. Ừ, đúng rồi. Mà ê, Hippo Hoppy, em ăn riêu cá, riêu cua chưa? Không bao giờ. Là gì? Cái gì á? Vậy em đã ăn riêu lớp bao giờ chưa? Có, em ăn lớp nè. Riêu lớp của em, cái này đi bên đây nè. Không, không. Thôi, anh hỏi chịu cho con. Chịu không, cái gì hả? Tụi tôi yêu nhau rồi. Ngày mai anh đến dự đám cưới của tụi tôi nha. Trời ơi, bây giờ mấy anh trần trưởng. Tụi bậy, chuẩn bị TNT các thứ đi. Ngày mai đi phá nát cái đám cưới. Ngày mai anh xử luôn. Wow, anh nói cho em nghe, yêu thằng nào hả? Anh xử thằng đó. Thế giới này chỉ còn có hai ta cũng được. Chắc nói anh đi. Anh xử được không? Anh mạnh lắm, em đừng có xem thường anh. Anh xử nó cho coi. Anh thịt, anh giết hết luôn. Ok. Đồ ghê vậy ơ. Em giết hổ. Mấy gì? Mấy gì đi. Ở đóng đá, ổng đánh em nữa. Trời ơi, bày đặt sao xạo á, cho một phát à, quéo liền các bạn. Bây giờ anh có nhận là anh đang từ bỏ tôi đi. Anh là quá xấu. Tôi nghĩ sao tôi yêu một người xấu như vậy, đúng không mấy mấy mẹ? Hợp lý. Tụi bay phe nào vậy, tụi bay phe nào vậy? Trời ơi, vừa xấu rồi còn đánh đàn em nữa. Đúng rồi. Thế tôi nói rồi, tốt nhất là tụi mình chia tay đi ông nội ơi. Chia tay còn chân mà em, đừng bỏ anh mà. Không. Ủa mà mình có quen đâu mà chia tay. Tôi bây giờ là người, tôi là vợ của Danny Benny rồi nghe. Ông đừng có làm người ta hồng nghe. Giờ phải làm sao? Chờ thôi, em đi thôi em đi. Lấy dạ. Thôi em đừng đi. Em đừng đi mà. Em bóp đi. Đúng rồi. Kêu ổng tự qua nhà Hippo Hoppy nói chuyện đi. Thôi, biết. Tôi phải đi về nhà chồng tôi đây. Hẹn anh ngày mai đám cưới để đón nha. Cho anh một cơ hội, anh sửa sai đi mà Hippo. Bây giờ là không còn cơ hội gì nữa. Em đã cưới anh ta rồi, bye bye anh nha. Tôi đi có bao nhiêu có cái gì tôi cho hết luôn. Vậy thôi. Phải qua nhà của chị Hippo Hoppy xin lỗi đi. Thôi, mình về lại thôi các bạn ơi. Trời ơi. Hài lòng quá, vui quá. Hay quá. Anh xem coi là cuối cùng cũng cho anh xong rồi. Hấp dẫn chưa? Quá trời có báo luôn để về nhà nha. Có báo về bán đi mày mốt chậu thọ luôn đó. Ừ, mình là sau này là mình sẽ thành lại gia người ta kia đi làm ăn mài luôn. Tôi biết ta kia đau khổ đến mức nào ha. Trời ơi, chỗ này là dùng dán chuột da để ngập luôn đó. Em đây rồi, Hippo ơi. Hippo à, anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi, Hippo ơi. Anh sửa sai mà anh hứa anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ chở em đi chơi. Thôi dạ, anh cắt thuyền liền, Ủa, cắt đi. Hôm nay mình đâu tới đây với tôi để làm gì vậy? Tôi đang tập dán chuột. Anh xin lỗi bà, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh quỳ lại em tha lỗi cho anh đi. Đứng yên, tại vì chỉ đập. Anh dập đầu 3, 3, 6, 6, 7 lần.
Xin lỗi em, xin lỗi em, mà Hiếp ơi. Ủa vậy? Xin lỗi gì mà xin lỗi, bị cùng à, bị ngáo hả? Em đừng cưới thằng kia mà, anh biết là anh có nhiều cái không tốt cho anh sẽ sửa đổi mà. Anh sẽ dẫn em. Ủa, đi chơi, gì? Có nhiêu tiền anh sẽ cho em hết mà. Ủa cưới gì vậy trời? Hiếp ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Em biết cái không? Cái gì vậy? Ông đừng có tà người tôi coi mà đâu. Lúc mà em nhắm mắt lại em thấy màu gì vậy Hiếp? Cái gì? Lúc mà em nhắm mắt lại đó, trong mắt em màu gì? À, thấy thấy tôi. Trời ơi, màu đen đó em. Đó là khi tôi nhớ của anh đó, không có em đó. Đừng có đánh nghe mà, cái tên của anh sến rồi á. Mà anh thiệt. Thôi mà em. Ủa, hôm nay em không đi đám cưới hả? Sao em ở đây? Đám cưới gì? Hả? Có bị khùng không bà Rô? Ủa? Bà Rô có bị ngáo không? Hôm nay đám cưới của em. Vậy là em suy nghĩ lại rồi đúng không? Em tha lỗi cho anh rồi, em không cưới nữa rồi. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay mình đám cưới đi, hôm nay mình cưới nhau luôn được không? Cưới ai? Em cưới Danny Benny, hôm qua em mới nói mà. Hôm qua em đến nhà anh em. Ông có bị khùng không bà Rô? Tôi nói cho bà Rô biết là tôi và Danny Benny là bạn. Bà Rô đừng có cùng mà nhảm nhảm, hồi nãy tới giờ tôi cảm thấy là cái lỗ tai của tôi nó nhức nhói lắm rồi. Đừng có nói nữa nghe chưa bà Rô. Bực bội quá đi tao ơi. Không hiểu được bà Rô luôn. Bà Rô đừng có làm phiền nữa đó nha. Thôi bà bơ, em đừng ơi, em đâu rồi? À, tôi mệt rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Ôi, đừng đừng bỏ anh mà, đừng như sống mà, đừng ra khơi Hiếp ơi, ở lại với anh đi.